Dạ, theo em thì anh Hùng là một người đàn ông lý tưởng để mà có thể chọn làm bạn trăm năm được. Tại dạ, sao em... cụ thể hơn? À, tại vì anh Hùng cũng là ở một cái tuổi mà khá là chững chạc. Chứ cái gì chứ cái đó em muốn. Tự quyết định luôn đi, tự đếm tự bấm luôn đi. Rồi ba, bao nhiêu tuổi, đang làm việc ở đâu? Chị hỏi nè, em đau lòng quá. Sao vậy? Dạ em ung thư 30 rồi chị ơi. 30? Dạ. Mà không? Em trẻ không? Quá trẻ luôn. Trời ơi, bắt quá cái tượng cái. Tình yêu. Vậy bây giờ hiện đang làm việc ở đâu? Dạ em đang làm cho một công ty luật về di trú đi Úc. Nên là bạn nào muốn ý định bay xa thì liên lạc với em. Bay xa đó có ý định đó em. Rồi cái này sao? Rồi cái cầm cái cuốn này theo à, cái gì đây? Dạ như thế này là em muốn là người bạn tương lai của em cũng biết về em một chút. Nghĩa là cái album này là album mà em muốn lưu lại những khoảnh khắc mà em đi du lịch. Tại em rất là đam mê du lịch. Mà hiện giờ là có vài tấm thôi. Và rất là nhiều trang còn trống. Nên là mong một ai đó nắm tay mình đi giữ nhân gian. Lãng mạn quá. Rồi em chờ chút xíu nha, để anh mời chàng trai ra rồi em sẽ tâm sự tiếp. Yeah. Xin mời. Chào bạn. Chào Minh Linh. Rồi xin mời bạn. Thấy cầm cái hoa hồng là biết lãng mạn rồi đúng không? Dạ. Bạn tên là gì? Dạ xin chào quý vị khán giả. Chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường thân mến. Chào bạn. Dạ mình tên là Trần Ngọc Hùng. Mình đến từ Long Thành, Đồng Nai. Bạn làm nghề gì? À, mình làm nhân viên văn phòng. Bao nhiêu tuổi? Dạ 32 tuổi. 32, bên kia 30. À. Xứng đôi vừa lứa ha. Chắc ghê có phải xứng. À, cô bạn bên này rất là hoạt bát, rất là năng nổ. À, như vậy thì chắc là chị cũng không cần phải nói nhiều. Và em muốn giới thiệu cái gì cho bạn trai bên kia nghe về mình nè. Chị Dược Sơn cho em. Dược Sơn cho em. À, chào bạn Hùng, mình tên là Hiền nhưng mà mình không có hiền. Thứ hai nữa là mình rất là thích đi du lịch. Không hẳn là nghỉ dưỡng mà đi những cái chuyến đi phượt, đi cảm nhận được cái không khí tự nhiên. Thì thật ra là em nói thẳng với chị Cát Tường và anh Nguyễn Linh là em cũng hồi hộp lắm, tưởng là hôm nay em không tham gia được chương trình. Vì ngày thứ bảy là em ở đỉnh của Bà Đen, cái cột 117 đó chị. Đây là lần đầu tiên mà em đi lên núi Bà Đen bằng cái con đường gian nan nhất là đường cột điện. Trời mưa nữa. Mà đường cột điện là sao em? Là cái tên đường đó là như vậy thôi, nó từ cột điện á chị, từ khoảng mốc như vậy. Em là sức rất là yếu nhưng mà em ham đu đeo. Nên là em cũng ráng đi theo các bé 90, sinh năm 90, 93. Mặc dù mình biết là mình 84 là mình đu không nổi rồi. Nhưng mà ráng để mà nghĩ là U30 rồi, 31 nhiều khi xương nó gãy nó không đi được. Cho nên là em ráng hôm nay em phải đi cho được cái đỉnh Bà Đen thì chắc gần U40 đắt đồn luôn á. Em xin lỗi chị, không có ý gì hết trơn á. Nhưng mà nói chung là lên đến đó rồi em mới thấy là có nhiều cái bài học cho mình. Nghĩa là khi mà đến cột 86 là em như là đuối quá, em muốn bỏ. Em nói thôi, ở đây kêu trực thăng cứu hộ về. Sau đó thì các bạn, các bé nói là thôi chị cố lên đi, còn chút xíu nữa thôi em lên em nấu đồ ăn cho chị. Nghe đến ăn cái em hừng hực lửa chị. À là thích ăn lắm hả? Rồi em ăn lắm luôn á, bất cứ lúc nào em cũng nghĩ đến đồ ăn cái gì. Mà chị thấy em tướng em gọn gàng mi nhon mà đâu. Dạ không, em leo núi em xuống đó chị. Em leo em Cát Tường ơi, ăn, cái này anh đổi em ngồi đi, đỏ em nhấn nút đi để bạn nó làm MC đi. Chắc vậy quá. Thôi chị em mình đổi chỗ hả chị ạ? Lanh mình... gì mà thấy ớn luôn à. Bây giờ mình ăn. Quay ăn sao? Bạn ăn rồi, không ăn em đi. Nói, em rồi. Nói chị nghe là em nói. Không cho em nói luôn, không cho em nói luôn. Rồi thôi nói tiếp đi. Em lên đến đỉnh rồi, lúc đó 12 giờ đêm á chị, xương văng ngập lối mà người em như một cái con gì nó tơi tả lắm chị. Xong rồi các bạn barbecue, làm đồ ăn đủ thứ. Nhưng mà lúc đó tự nhiên cái hưng phấn của em á, trùng bước, nó mệt. Em không cảm giác ăn nữa, em bỏ ăn luôn, em vô liều em nằm. Mà mấy bạn ở ngoài nói thôi Hiền ăn đi, Hiền ăn cứ có sức để leo xuống. Mà em không nghĩ đến đồ ăn, em muốn đi ngủ. Mà trong lòng em nói trời giá trời trời mưa đi, mà quay ăn không được đâu. Ý như rằng chị mưa quá trời luôn. Cái miệng cũng ếch ác lắm, cái miệng cũng ếch ác lắm. Thì em ăn không được, em không cho ai ăn hết. Mưa từ 1 giờ đêm đến 5 giờ rưỡi sáng mà liều tụi em là ngập nước. Rồi rác rến lên bờ nữa là thảm cảnh đó chị. Em đem hai bộ đồ ướt hết hai bộ. Sáng là cuối cùng leo xuống là không bận bộ nào hết. Không có chị, có bận bộ ướt nhưng mà bởi vậy em mới bị cảm nè. Ban tổ chức cho tụi mượn cái chiếu tôi với bà này ngủ coi. Không, ý em đang muốn chia sẻ là tại sao có nghĩa là em nói là em không nghĩ là em leo được lên đỉnh và em không nghĩ là em xuống được đến hôm nay. Mà nhờ là em biết là nhận được cuộc gọi là Trân, trời ơi, em ủng hộ anh lâu lắm rồi đó. Ráng kiếm người sao 5 điểm như anh thôi là em mừng rồi. Ở bên kia là tập ngồi cho bên kia ta nói một chút. Thôi bên đây nói xíu. Bà bên kia lanh quá, tôi qua tôi coi giùm gái bên đây đứng hình luôn. Nãy giờ nghe bên đây nói thấy ngợp không Hùng? Dạ không ngợp chị ơi. Bạn thấy cảm giác bằng nữ như bên kia là như thế nào? Dạ cái bên kia dạng như đang cao trào nói, phải để nói hết, không nói không chịu được. Mình thì học đại học quản trị kinh doanh, nhưng mà làm công việc của mình là về tổng vụ.
tổng vụ là về các mảng như đối ngoại ngoài các quan nhà nước, cơ quan ban ngành, ví dụ như về các mảng như về lĩnh vực môi trường, chữa cháy, nói chung là các mảng luôn. Ủa là sao không hiểu ta, tức là tại mama tổng quản là đúng rồi. Lý do tại sao đến 30 mấy tuổi vẫn chưa tìm được một nửa của mình? Dạ, tại vì mình quan niệm là trai đàn ông á là mình phải trên 30 tuổi mới lập gia đình, còn ở dưới là độ tuổi 30 á thì mình chưa nghĩ tới, có bạn thì tình bạn và cũng đi học rồi cũng quen, đi làm cũng quen. Nhưng mà mình chưa nghĩ tới, cho nên là mình chưa nghĩ khi mà đạt qua độ tuổi 30 á thì lúc đó là thời gian qua rất là nhanh. Cái duyên á thì nhiều khi nó đến chưa biết lúc nào. Ta nói là hữu duyên thiên lý mà năng tương ngộ. Vô duyên đối diện thấy thương liền. Dạ không, chưa phải câu đó. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Chưa có duyên đến với chương trình bạn muốn hẹn hò, duyên ngồi kế bên. Hay quá. Rồi đó, nhường bên kia đó, nói đi. Rồi bây giờ không, bên đây không cần hỏi hết trơn á. 2, 3, tiếp. Dạ em cảm ơn chị. Anh Nguyệt Linh có nói là anh sẽ nhận xét, đánh giá giùm em là bạn đó được mấy điểm vậy anh? Hơn điểm anh đó. Về phía đẹp trai. Về phía đẹp trai rồi gì nữa anh? Về phía công việc cũng hơn anh. Dạ, thật ra là mình anh thua đó. Anh có cái là anh thua anh xa lắm. Xa về gì vậy anh? Anh hai con anh. Đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Thôi tình yêu từ từ, chị ăn trước đi đã. Ăn rồi. Bạn ơi, mình nói thiệt là tâm hồn mình rất là ham ăn uống, nên là không biết là bạn có biết nấu ăn không ha? Mình biết làm món kim chi Hàn Quốc. Mình biết làm món Hàn Quốc. Em thích. Mình có dịp sẽ làm cho bạn món kim chi, món cơm trộn. Nhà mình có mì gói đó, lát nữa cho mình hủ kim chi nha. Dạ có. Mì gói ăn kim chi ngon lắm nha. Dạ. Đúng rồi anh. Vậy bạn có biết nấu món gì cho bên kia ăn không? Nói chung là em cũng biết nấu nhiều món, đặc biệt của em là món tả bí lù á. Ở nhà em có gì em trộn vô hết nguyên nồi, giống như cơm trộn Hàn Quốc vậy chị. Rồi tiếp. Em có sở thích là thích học về ngôn ngữ, có nghĩa là em học tiếng Hoa, xong rồi hiện giờ em đang học tiếng Nhật nữa. Vì đam mê của em là được đi Nhật một chuyến khi mà nhìn thấy cảnh hoa anh đào và được giao lưu với những người Nhật. Đâu làm thử một câu chào bạn bên kia. Nói tiếng Nhật đi. Konnichiwa. Konnichiwa. Watashiwa hito moshimasu. Hun-san, im hun-san. Hi Hun-san. Yeah, hi. Dozo oroshiku arigatimasu. Dạ, domo, domo arigato. Tô vô toa mà dạ. Là gì vậy? Là cái gì vậy? Mình dịch đi, mình phải dịch. Dạ không, tụi em mới trao đổi họ tên với nhau và rất hân hạnh làm quen với bạn Dojo và Yoroshiku. Rồi thôi, nói tiếng Việt cùng tôi cái. Bây giờ cái tính bạn bên kia đã thể hiện hết rồi, bạn thấy sao? Mình thì cũng không có đòi hỏi gì cao hết, quan trọng là tính cách thôi. Chứ ngoại hình thì đối với mình là cũng không quan trọng. Tính cách là hiền, nhân hậu và đặc biệt là chia sẻ thông cảm với người bạn đời của mình. Chia sẻ ở đây là mình phải hiểu, thật sự thương và có những lúc cuộc sống nó, những cái gì đến, nó chuyện đến rất là bất ngờ, không ai biết trước được. Nhưng mình hiểu, mình chấp nhận cái cuộc sống mình đang có cái gì và từ từ mình sẽ bước lên. Qua thời gian đó khoảng 10 mấy năm sau mình sẽ có những cái gì mình mong muốn. Chứ còn mà một lúc mà hiện tại mà đòi thì mình không có. Cảm ơn bạn. Bạn cảm nhận như thế nào về người bạn trai bên kia? Dạ em nghĩ em rớt dòng gửi xe à chị. Có chữ hiền ở trọng em phải không làm nổi. Hiền ở đây không phải là hiền dữ. Hiền ở đây là cái tâm mình đó, chứ không phải là cái tâm em là tốt lắm chị, em tốt bụng lắm luôn á chị. Bụng em tốt ăn gì cũng không sao á chị. Rồi bây giờ trước khi tôi qua mặt giùm nè, em có yêu cầu gì, cái gì, điều gì em không thích ở cái người bạn trai của mình không? Em không thích bạn em có tính độc đoán, gia trưởng. Em muốn bạn trai em giống anh Hiền Linh một chút xíu, nghĩa là phải biết nấu ăn nè, phải chung thủy nè, phải hiền với anh ấy, anh Huyền Linh đó. Thật ra lúc đầu á, cái tư tưởng của em là kiếm người giống như là vì sao đưa anh tới á chị, có nghĩa là giống như Domin Ju á, là đẹp trai, là phải cá lăng, là phải thế này kia. Nhưng mà sao nghĩ là ở trên trời nhiều quá nên mình kiếm không ra, nên giờ hạ xuống em thấy là anh Huyền Linh là mẫu người em thích nhất. Là hạ rồi đó hả? Là hạ rồi đó. Ô chào bạn. Không, cái này hơn Huyền Linh, trẻ trung hơn Huyền Linh chắc. Được được. Mình cứ lo là bên đây em á, là có cái ưu điểm của em á là không thuốc không rượu, không cờ bạc và không gái gú lăng nhăng, thích thủy chung. Nhưng mà có gia trưởng không? Bên đây không thích gia mình trưởng. Cũng là một con người là không thích gia trưởng. Không thích gia trưởng ở chỗ là người đàn ông gia trưởng với người vợ là không được. Mình phải là bình đẳng. Bình đẳng ở chỗ là hai bên phải cùng phải hiểu và thông cảm, phải chia sẻ. Rồi nó nghe nè, mà thí dụ như hai chồng mà hai bên mà nói quá, nói nhiều vậy rồi cuối cùng là rồi lắng động là được bao nhiêu? Tới lúc mà mệt thì không ai nói. Mệt không ai nói. Đúng rồi, sự thật. Vậy mệt làm gì? Mệt thì ngủ. Lúc đó là tâm sự kiểu khác. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến của người thân bạn. Hai bạn thôi nha. Rồi hôm nay bạn Hùng có người thân không? Dạ không, mình rồi. Đi một mình à. Bạn Hiền có người thân không? Dạ có, em có hai người bạn thân. Đâu? Dạ chị Hạnh với lại bạn Phong. Xin chào anh chị. Anh chị cảm nhận thế nào về hai người ở trên sân khấu này? Chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Hôm nay Hiền đến với cái chương trình này thì Hiền đã xác định được đúng yêu cầu của mình rồi. Chúc mừng Hiền. Sao cười dữ vậy ta? Sao em nghi ngờ quá vậy?
Bạn nữ bạn đánh giá thế nào về bạn Hùng? Dạ, theo em thì anh Hùng là một người đàn ông lý tưởng để mà có thể chọn làm bạn trăm năm được. Tại dạ, sao? Em... cụ thể hơn. À, tại vì anh Hùng cũng là ở một cái tuổi mà khá là chững chạc, có công ăn việc làm ổn định. Và nhất là không có tứ đổ tường thì cái đó là điều mong ước của mọi người phụ nữ ạ. Hèn quá đấy chưa? Thấy khen rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho hai người gặp mặt nhau nha. Chúng ta sẽ kéo màn lên nào. Hai phút dành cho hai bạn, bắt đầu. À, chào Hiền. Dạ, chào anh. Mỗi người nói một anh phút. Anh có muốn quà tặng? Dạ, em cảm ơn, sao anh không mua bánh cho em? À, anh không biết. Em mới qua làm bánh cho. Dạ, gì hả? Rồi, em cảm ơn anh nhiều. Anh có câu hỏi gì cho em không? Có. Em quê ở đâu? Dạ, quê ở đây. Quê ở đây, anh ở Long Thành. À, nào... Bà Sữa Long Thành đúng không anh? Rồi. Khi nào dạ. có dịp về Bà Sữa anh cũng hay lên về. Thôi vậy còn gì có dịp, mốt anh mang kẹo bánh gì Bà Long Thành lên cho em được rồi. Em ở quận mấy? Dạ em ở quận 3. À quận 3. Dạ. À, em muốn câu hỏi nữa là lát anh có dám đúng không? Dù gì nữa đã đến đây thì anh nghĩ cũng có duyên rồi. Dạ. Thì em có muốn cùng anh quay vòng xe may mắn không? Em muốn chứ cái gì chứ cái đó em muốn. À, anh có ấn tượng gì về em? Em thì rất là cá tính. Dạ. À, sẵn em cho anh coi hình đợt gia đình em cho anh. Dạ. Nhìn em trong hình với ở đây khác lắm. Em cũng ngày hôm qua với ngày hôm nay nó khác lắm. Đây là mẹ em á hả? Dạ đúng rồi. Rồi chào mẹ đi. Chào mẹ. Dạ. Dạ em cảm ơn. Còn hỏi gì nữa không? 30 giây cuối cùng. Thôi thấy hợp rồi đó. Thôi hết giờ rồi đó. Cặp này cũng sợ được. Em nói nhiều quá hư chương trình. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định nhấn nút. Nút nhấn là nghĩ nói nha. Dạ em sẽ cố gắng. 3 tiếng đếm. 1 2 2 rưỡi. Nó nói lúc bấm, lúc bấm em không nói rồi. Em lo lắng quá chị, em bồn chồn quá. Tự quyết định luôn đi, tự đếm, tự bấm luôn đi. Rồi 3. 3. Sư phụ, mời em ngồi ghế màu trắng. Dạ thôi em ngại đó. Hai người có thể nắm tay nhau để cảm nhận những giây phút đầu tiên gặp nhau. Còn muốn hôn hôn luôn đi. Thôi anh kỳ quá à. Em ngại. Thôi, mời em trai. Xin mời nhà gái. Chào em, mời em ngồi. Bây giờ thì mời nhà trai giới thiệu về mình trước cho nhà gái nghe luôn nha. Xin phép được gửi lời chào MC anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Chào tất cả các khán giả có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Và đặc biệt là một lời chào rất là nồng ấm sang phía nhà gái ạ. Thắng tên đầy đủ là Chu Hoàng Thắng, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Vào Sài Gòn tính đến giờ là khoảng 2 năm 4 tháng rồi ạ. Thắng làm gì ở thành phố Hồ Chí Minh? Hiện giờ thì Thắng đang làm trong một công ty fintech với vị trí là Partnership Director. Công việc chủ yếu của Thắng sẽ là kết nối với các đơn vị chấp nhận thanh toán, các giải pháp thanh toán cả online và offline. Các đối tác sẽ là các ngân hàng và các đối tác quốc tế. Trước kia cũng có may mắn là có một thời gian học ở Anh, tiếng Anh đủ dùng để có thể tương tác được với các khách hàng và cũng như là các đối tác nước ngoài. Mời nhà gái. Đầu tiên là em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Ngọc Lan cùng toàn thể quý vị khán giả. Em cũng xin chào anh Thắng ạ. Em là Đoàn Thị Mỹ Lai, em sinh năm 90, quê em là quê gốc là ở Quảng Nam và hiện tại thì đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang phụ trách về lĩnh vực hành chính nhân sự của một công ty về logistics. Cái tên của em nó đặc biệt quá ha. Dạ. Ba em thì rất là thích con gái gốc tên Mỹ. Mỹ là trong chân thì Mỹ á chị. Trên em là có chị Mỹ Liên, em là Mỹ Lai. À. Thắng cho bên Mỹ Lai biết về cái ưu điểm khuyết điểm của mình đi Thắng. Điểm mạnh thì hoạt ngôn này, các cái chương trình mà ví dụ như là Yen Party này hoặc là sinh nhật công ty em cũng hay là người đứng trên sân khấu để nói. Cũng lên sân khấu nhiều rồi nhưng mà ngồi trong kia đợi lúc mà nghe giọng anh em khá hồi hộp đấy. Bởi vì là trong một cái hoàn cảnh đặc biệt như hôm nay thì nó cũng khác rất nhiều những cái buổi. Nói thật là em chưa đứng kiểu này bao giờ. Em nghe giọng live thì em cũng đoán là bạn ấy cũng là một người rất là giỏi tương tác rồi. Nói chung hai bạn là sếp hết rồi đó.
Rồi mình có những cái khuyết điểm gì có thể kể ra không Thắng? Em có một điểm xấu mà em nghĩ là rất nhiều phụ nữ không thích là hút thuốc ạ. Em cũng có hút nhưng mà không phải quá nhiều. Đối tác của mình là một phụ nữ á, mình nói chuyện với họ cái mình cầm cái thuốc mình phì phèo này kia thì nguyên tắc tối thiểu của em là em không bao giờ hút thuốc trước mặt phụ nữ. À đấy. Không đến nỗi là quá nghiện đâu ạ. Bỏ được ạ, trong trường hợp cưới vợ ạ. Bạn có một cái nguyên tắc là bạn không hút thuốc trước mặt phụ nữ là tốt rồi. Trước khi em hút thuốc ấy thì em mà gặp những cái người mà họ hút thuốc ấy, cái hơi thở ra rất là khó chịu. Thực ra em cũng đã tìm nhiều cách để em bỏ, nhưng bỏ thời gian xong rồi lại hút, đâm ra là rất cần một cái động lực thực sự lớn để có thể bỏ hoàn toàn. Điểm yếu thứ hai của em, đôi khi trong một số hoàn cảnh thì nói hơi nhiều, mình cần tiết chế lại, tức là mình cũng hơi bị emotional quá, sống cảm xúc quá. Khi mà mình thích cái gì hoặc là mình tâm huyết cái gì thì mình hay thao thao bất tuyệt về nó. Quan trọng mình kiểm soát được thôi. Dạ. Lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói. Rồi, mời nhà gái. Nhà gái chia sẻ về ưu điểm và khuyết điểm của mình nào. Ưu điểm của em thì là một người rất là dễ hòa đồng. Em cũng là người miền Trung nhưng mà em có học đại học ngoài Hà Nội, cũng công tác ngoài Hà Nội một thời gian, sau đó thì mới chuyển vào Nam, cho nên là một người rất là dễ thích nghi. Em có thể chơi được với trẻ con và sống chung được với là người lớn tuổi. Nhược điểm thì đồng nghiệp hay trêu em là bé Lai nó tỉnh quá, lúc nào cũng tỉnh cho nên mới ế. Tỉnh ở đây là do là em hoàn toàn không có khả năng uống đủ uống có cồn. Còn về cái cá tính của em thì là một cái người cũng khá là nguyên tắc. Trong công việc thì em là người quyết đoán và có trách nhiệm. Công việc em quyết đoán nhưng trong tình yêu em có quyết đoán không vậy Lai? Trong tình yêu ạ, trong tình yêu thì quan trọng là cái cảm xúc, và thứ hai nữa là anh Nam phải biết quản trị được mình là được anh ạ. Anh Nam quản trị cũng tốt, là anh cũng quản lý mà không? Thắng nè, đường tình duyên của Thắng sao? Khá là ẩn đận ạ. Cũng trải qua hai lần mối tình. Đầu tiên là một cô gái hơn tuổi, hơn em một tuổi, yêu trong 4 năm rưỡi. Đến năm 2008 thì bạn ấy đi du học. Trước đấy một thời gian bạn ấy có nhắn em một câu là anh đi cùng em nhé. Thì lúc ấy tiếng Anh chữ vẻ đâu em không biết, thì em bảo là anh sẽ cố gắng học trong một năm, xong rồi một năm nữa anh sẽ sang. Thì em giữ đúng được lời hứa thế. Nhưng mà bạn ấy đi học trong nửa năm thì có người thứ ba xen vào. Mối tình thứ hai là một trưởng phòng nhân sự của ngân hàng, và bạn ấy là người tuyển em vào. Cũng hết thử việc thì em cũng tương tác, em hỏi chính thức thì cần thủ tục gì như thế nào, thì bạn ấy cũng hướng dẫn em hết rất đầy đủ. Thì cho đến một ngày đầu tháng 1 năm 2015, em có cảm ơn thì em mời một buổi đi ăn, chia sẻ câu chuyện xong hợp nhau quá nào, trước Tết cái nhận lời yêu nhau. Và đến bây giờ có việc gia đình gì của hai bên, bố mẹ hai bên vẫn tương tác với nhau. Mặc dù em với bạn ấy không gặp nhau hơn 3 năm rồi. Mối tình này kéo dài trong 5 năm ạ. 5 năm? Đã. Là kết thúc lâu chưa? Tháng 10, 2019 ạ. Nhà gái thấy tình trường bên kia cũng sâu đậm mà nha. Dạ. Đúng không? Em vừa nghe thì em thấy là cũng khá là nhiều và dày đó. Đó. Còn em thì sao? Em thì cũng 2 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là lúc cấp 3, là mối tình đơn phương thôi. Bạn ngồi cùng bàn cấp 3 đó và bạn học rất là giỏi. Em thì em rất là thích những con trai giỏi. Khi mà đi học đại học á chị thì cũng không có tương tác nhiều vì bạn cũng có bạn gái, và em có quan điểm của em là rất là rõ ràng. Dù thân đến bao nhiêu nhưng mà khi mà đối phương có bạn gái rồi thì em sẽ clear, có nghĩa là rồi. Không có liên hệ với rất là mình dạ. Cũng không cà rút nữa. Dạ đúng ạ, cũng rất là đáng tiếc. Sau đó thì bạn có tai nạn và mất. Ồ. Trước khi mất thì bạn có gọi điện cho em, nhưng mà lúc đó em sinh viên, em khá là năng động chị, em cũng đi làm rồi đi học đó, thì em có nghĩ là lúc nào mình có thời gian rồi mình gọi lại cho bạn sau. Đó cũng là một cái điều tiếc nuối của em. Mối tình thứ hai của em là năm 2019. Gia đình anh ấy cũng thích em, nhưng mà vấn đề là em không thích bạn trai mình có em gái mưa. Vì em nghĩ là nam và nữ bạn bè thì tất nhiên là có, nhưng mà phải giữ khoảng cách giữa hai người xa lạ với nhau, không có quan hệ huyết thống, mà gọi là quá thân như chị em hoặc là anh em rồi em gái mưa thì em không có thích cái điều đó. Chính xác. Dạ. Chị cũng không thích mưa nắng nắng cho cảm hay gì, cho nên là em chia tay. Dạ đúng ạ. Em chủ động chia tay. Em chủ động chị. Em cũng nói rất là rõ ràng, nếu như người ta thích mình thật sự, trân trọng mình, thì người ta phải biết là cái mối quan hệ nào còn là ưu tiên. Em gái có ghen không em gái? Em thì không ghen nhiều ra. Có cái gì em không thích thì em sẽ nói để cả hai cùng trao đổi để bàn bạc. Còn nếu như mà không có cái thiện chí và cái sự thái độ tích cực ấy, thì em nghĩ là bản thân em tự tin vào bản thân mình, nhưng mà em không tự tin vào thay đổi người khác. Cho nên là nếu như mà không đồng quan điểm nữa thì em sẽ chọn cái phương án là em thay đổi mình, là có nghĩa em sẽ chọn một cái môi trường nó tốt hơn. Tại sao anh hỏi như vậy? Bởi vì bạn trai bên đây rất là lanh lợi nè, cũng cao ráo ha, cũng làm lãnh đạo sếp thì chắc cũng nhiều cô gái cũng để ý theo đuổi lắm á nha. Mình nói chút xíu về gọi là tương lai, yêu cầu đó. Tiêu chí người yêu của mình đi Thắng. Từ nãy giờ nhà trai nói trước hơi nhiều, cái này nhường nhà gái nói trước đúng không? Rồi, đồng ý luôn. Dạ. Mẫu hình lý tưởng của em là gì? Nếu về cá tính thì em thích một người con trai có nguyên tắc. Nhưng mà người có nguyên tắc ở đây là gì? Là biết cái nào giới hạn và không. Ví dụ như em nói là
ra ngoài rất nhiều cô gái xinh, đúng không ạ? Như em ngồi gần chị Lan, em cũng thấy chị Lan rất là đẹp. Em gái em cũng rất là xinh. Đi ra ngoài rất là nhiều cái sự thu hút, vì ai cũng thích cái đẹp hết. Nhưng mà thích là một việc, nhưng mà để bản thân mình cuốn vào những cái mối quan hệ mà trong khi đó mình đã xác định với một cô gái khác thì nó là một cái người không có nguyên tắc. Cái thứ hai nữa là em không thích con trai quá chi li. Và cái thứ ba nữa là em thích con trai chơi thể thao. Vì bản thân em cũng chơi thể thao nên với những người chơi thể thao em thấy họ có một cái lối sống rất là tích cực. Ít ra là về vấn đề sức khỏe rồi đó. Có điều gì ở con trai mà em không thích nữa không? Em không thích con trai để móng tay dài. Rồi còn gì nữa không? Dạ, chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra hả? Rồi từ từ nghĩ nha. Chút gặp nhau rồi nói luôn. Những cái mà bạn gái không thích đó, nó có dính vô mình cái nào không? Trong... Kìa bàn tay, đếm ngón tay coi. Ngon lành em ơi, sạch sẽ. Trong những cái mà Lai vừa chia sẻ thì anh thích nhất một cái điểm thứ ba, con trai chơi thể thao. Bởi vì anh chơi rất nhiều môn và anh cũng rất thích bạn gái có chung đam mê đó. Anh đánh tennis rất là đều, một tuần khoảng 3-4 buổi. Đá banh một tuần cũng 2 trận, cậy thì tùy hứng. Cần người đồng hành để là nhiều khi hơi lười một tí ấy, thì dậy chạy mình thì buồn lắm. Cũng có muốn có người chạy cùng. Một tuần mình chơi tennis hết 3-4 buổi nè. Rồi mình đá banh hết 2 trận nè, là 6 buổi rồi. Rồi buổi nào mình đi chơi với người yêu. Cái gì quan trọng từng thời điểm thì mình sẽ ưu tiên chị. Ở thời điểm này thì em một mình mà. Em dành thời gian để em rèn luyện bản thân. Thể thao là đem lại một cái sự thoải mái, rất là relax. Hợp lý. Lành lắm, bạn có thể phân bổ tất cả mọi thứ được. Nhanh, rất là nhanh luôn, không có lo. Dạ, em chờ anh. Chờ em gái rất là dễ thương ha. Khoảng bao lâu thì em lấy chồng được nè? Cái này nó phụ thuộc vào cái vấn đề là nhà trai xây cho em cảm xúc yêu đương và tin tưởng bao nhiêu anh. Có cảm xúc và thứ hai nữa là lập gia đình, nó là phải có kế hoạch. Em thì em có kế hoạch vào năm ngoái thì nó là thời điểm tốt. Lập gia đình phải có kế hoạch. Bạn trai đã có kế hoạch gì lập gia đình chưa? Nếu mà bây giờ bảo là ở ngay tại sân khấu mà đưa ra một cái plan chi tiết ấy thì mới là nói xạo ạ. Cô đây có nói là phải có chuẩn bị đàng hoàng, chuẩn phải bị có hết kế hoạch ạ. Đàng hoàng. Dạ. Mình đã có kế hoạch chưa? Có kế hoạch em sẽ chia sẻ với Mỹ Lai trong tương lai gần ạ. Bây giờ thí dụ như kế hoạch bây giờ mình lấy nhau về, mình ở đâu nè? Toàn bộ gia đình, họ hàng, bạn bè em ở Hà Nội hết. Ừ. Và hiện giờ thì em ở Sài Gòn một mình. Em thuê nhà ở Thảo Điền ạ. Đó. Thì em rất muốn gắn bó cuộc sống của em tại Sài Gòn. Đó. Lai quan tâm là hỏi là anh có nhà Sài Gòn chưa chẳng hạn, thì em nói là bây giờ chưa có, nhưng mà tương lai sẽ có. Có xe chưa thì có. Em đang đi xe rồi, nhưng mà xe máy, ô tô tương lai sẽ có. Cái điều đó quan trọng, ta có kế hoạch để mua xe, mua nhà. Dạ, dạ, em nói vui thế ạ. Dạ. Ừ. Rồi, ok. Rồi thế thì mong muốn có một người bạn gái như thế nào nè? Lai có một điểm em chưa được nhìn nhưng mà em cực kỳ thích, đó là năm sinh. Ý là có những cái còn quan trọng hơn cả ngoại hình. Em rất thích con gái tuổi 90. Câu nói đầu tiên Lai chia sẻ và Lai tắt lên là em đã có ấn tượng rồi ạ. Ok. Em đi với ai em gái? Dạ, hôm nay em đi với bác với lại em gái của em. Có bác luôn. Rồi bác cho xin ý kiến ha. Xin chào hai MC. Bác cảm nhận là cháu gái bác yêu cho bạn trai có một cơ hội để tìm hiểu nhau. Ý bác như vậy. Bác thấy nhà trai sao? Trai đó, nhà trai sao? Hả? Bác thấy bạn trai là rất hợp với bạn gái. À, rất hợp ha. Cảm ơn bác. Rồi, cảm ơn bác nhiều ạ. Nhà trai mình đi với ai? Em đi một mình. À, đi một mình, tại ở đây có một mình. Dạ. Rồi thôi bây đó, giờ. Ông Mai cũng lo. Mở rào hai bạn cứ nói chuyện đi nha. Bởi vì đủ tư duy, đủ trình độ, đủ quyết định để các bạn có thể đưa ra. Mở rào. Em chào anh. Tôi quay sang mũi ra. Em nhìn xong em đứng hình như không nói được gì. Anh rất có ấn tượng về em. Dạ, cảm ơn anh. Anh quan niệm như thế nào về vấn đề tình bạn rồi gia đình trong cuộc sống ạ? Anh nghĩ cái quan trọng nhất của bất cứ một mối quan hệ nào, cả tình bạn, cuộc sống, công việc, đồng nghiệp, thì sự chân thật là cái quan trọng nhất. Hiện tại thì công việc của anh có phải đi di chuyển nhiều không ạ? Đi công tác hoặc là đi vùng này, vùng kia, tỉnh này, tỉnh kia? Chủ yếu anh ở Sài Gòn, thỉnh thoảng anh ra công tác Hà Nội. Em thì chắc phải đi lại nhiều hơn ha. Trước kia thì em đi công tác nhiều, nhưng mà hiện tại thì cái vấn đề ưu tiên của mình là vấn đề cuộc sống cá nhân. Cho nên là em công việc của em là em chọn công việc nhẹ nhàng hơn. Các bạn tính toán chuyện hẹn hò với nhau như thế nào? Em cũng hơi bối rối cho anh. em cũng hơi bối rối, thành ra là yêu đương đi. Những cái địa điểm nào mà anh sẽ thích đi, hoặc là anh có kế hoạch gì về vấn đề yêu đương? Trước khi anh trả lời câu hỏi đấy thì anh hỏi em một câu trước được. Được anh ạ. Em có thể cho anh số điện thoại không? Nếu như mà có duyên thì chắc chắn là không chỉ là số điện thoại mà nhiều thông tin khác thì em cũng sẽ gửi cho anh rồi. Vì nếu mà không có điện thoại thì mình đâu có liên hệ được đâu, đúng không? Chưa. Anh vào Sài Gòn ấy thì nói chung anh cũng thích tụ tập, cũng thích đi ăn, thích những điểm mà nó chill chill một chút để mình có thể ngồi tận hưởng với bạn bè, với đồng nghiệp, với người yêu. Anh thích những cái chỗ mà nó cao cao ấy, hay gọi là rooftop ấy, thì anh hay thích những cái địa điểm như vậy. Dạ.
cuốn sách mà anh thích nhất là cái cuốn gì ạ? Anh nói thật sự là anh rất lười đọc sách. Đấy có thể coi là thêm một điểm yếu đấy. Yeah. Một trong những cuốn sách mà anh đọc và anh đọc hết rất nhanh là một cuốn sách về huấn luyện viên Park Hang-seo. Và anh là một người cực kỳ thích bóng đá. Quan điểm về gia đình đi. Xuân sẻ thì đáng lẽ là anh đã lập gia đình từ 2019 rồi. Vì rất nhiều lý do thì cả hai không đến được với nhau. Anh nghĩ ở thời điểm hiện tại với anh mọi thứ nó khá là ổn định hơn. Thì anh rất nghiêm túc trong cái chuyện là tìm một người phụ nữ để có thể lập gia đình và đi tiếp những cái chặng đường mà đáng nhẽ mình phải đi từ cách đây rất lâu rồi. Anh quan niệm như thế nào về phụ nữ phải vào bếp? Chuyện đấy với anh cực kỳ đơn giản bởi vì anh nấu ăn được mà. Sẽ rất khó có những cái hoàn cảnh đấy là vợ ngồi xem tivi, đọc báo xong rồi chồng nấu cơm thì nó sẽ rất là buồn cười. Nhưng mà anh vẫn thích nhất là hai vợ chồng có thể cùng nhau nấu một bữa ăn. Anh quan niệm như thế nào về vấn đề tài chính chung của hai người? Của anh sử dụng, của em sử dụng hay là vợ sĩ quản lý? Anh nói câu này thì chắc chắn sẽ bị rất nhiều người comment là thằng nó xạo quá. Dạ. Nhưng mà anh thực sự anh thích vợ cầm tiền, có thế anh mới giữ được. Nhưng mà quan trọng là anh đưa ra bao nhiêu thì lúc đấy sẽ minh bạch. Ví dụ như là có thể chia theo nguyên tắc 80-20 chẳng hạn. Ví dụ anh kiếm được một tháng 100 thì anh để lại 80 cho vợ giữ. Bởi vì thực ra vợ giữ lúc nào mình cần mình xin vẫn được mà. Còn khi hai bên đã tôn trọng nhau thì đến lúc mà anh muốn bảo vợ ơi đưa cho anh mua cái này cái kia thì anh nghĩ là hoàn toàn ok. Anh có nghĩ tới vấn đề là lo cho bố mẹ vợ hoặc là lo cho bố mẹ chồng, có nghĩa là chu cấp tài chính cho hai bên không? Anh thì anh không quan điểm cái từ chu cấp. Cái đấy là trách nhiệm của con cái thì nó thể hiện sự báo hiếu hoặc là một cái sự gì đó quan tâm chia sẻ. Lúc mà dụ có thể là bố mẹ ốm đau, cái đấy không ai mong muốn. Hoặc là ngày lễ Tết sinh nhật thì anh nghĩ là những cái đó là những cái rất bình thường thôi. Anh không quan điểm là chu cấp. Anh Thắng là con thứ mấy trong gia đình? Anh có một chị gái hơn anh 7 tuổi. Bây giờ Thắng bước tới nắm tay bạn gái, cảm nhận của em người phụ nữ đối diện với em như thế nào? Tại đó. Mời Thắng. Mình đừng có bắt tay. Em không bắt tay bạn. Cảm ơn em đã chia sẻ và hỏi anh rất nhiều câu hỏi mà anh nghĩ là bất cứ một người phụ nữ nào cũng quan tâm. Sau buổi hôm nay thì cho phép anh được tiếp cận và làm quen với em. Dạ. Em giận lạ là em đang là em nhận lời hay sao? Đầu tiên là em cũng rất là ấn tượng về anh. Anh có sự tự tin của anh cũng như là cái sự gặp mặt ở đây là duyên rồi. Tương lai thì cứ để tương lai trả lời đi, đúng không ạ? Nhưng mà bản thân em là người sống có kế hoạch. Em cũng hy vọng là người bạn tìm hiểu của mình sẽ có một cái kế hoạch thôi. Cái cảm xúc như thế nào thì lát nữa là mình cứ thể hiện trên. Sẽ trả lời bằng nút bấm ha. Dạ. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, chúng ta về vị trí đi. Đà Lạt Miu, di sản từ cao nguyên. Bây giờ mình nhắm mắt lại kiểm tra xem một nửa mảnh ghép này có phải là của mình hay không. Nếu đúng, nếu thích, nếu rung động, chúng ta bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta nhường nút bấm nó cho người khác. Khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Mời hai bạn để tay vào nút bấm đi. Rồi, nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình, lắng lòng mình lại xem phải hay không. Hai bạn sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Ngạc nhiên chưa? Bình thường ạ. Bình thường. Dạ. Ok. Em có thể nói chút lý do. Em rất là vui khi mà quen với anh Thắng. Mặc dù lý trí thấy là anh có rất là nhiều cái ưu điểm đó, nhưng mà cảm xúc thì có thể là mình cần thêm thời gian. Nhưng mà nếu như anh thiện ký, anh có thể tìm hiểu thêm, em sẽ cho anh cơ hội tìm hiểu. Chúng tôi rất là tôn trọng những cái quyết định của các bạn. Tôi nghĩ rằng trên sóng truyền hình cũng có hàng triệu chàng trai bấm nút cho em gái và hàng triệu cô gái sẽ bấm nút cho em trai. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Em cảm ơn anh Quỳnh Linh. Yeah. Đây là món quà của chương trình gửi tặng các bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Nhãn hàng Aquaceline xin tặng mỗi bạn một năm sử dụng Aquaceline lăn nách không mùi đến từ châu Âu. Aquaceline lăn nách dược mỹ phẩm đến từ châu Âu, giúp khử mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày, cùng đặc tính không mùi, không cồn, không thâm nách, không ố vàng nách áo. Thích hợp sử dụng cho tất cả tình trạng hôi nách, mồ hôi nách từ nhẹ đến nặng hoặc không có vấn đề vùng nách vẫn có thể dùng. Còn đây là phần quà đến từ nhãn hàng sữa Đà Lạt Miu, di sản từ cao nguyên. Sữa Đà Lạt Miu được làm hoàn toàn từ sữa tươi, không chất bảo quản, không sử dụng nguyên liệu tổng hợp, mang đến hương vị thơm ngon và cung cấp nguồn dưỡng chất tự nhiên thiết yếu. Dạ. Dạ chuẩn bị. Bé chạy.
5, 4, 3, 2, 1, vỗ tay. Quyền Linh và Lê Lộc xin kính chào quý vị khán giả. Cái gì? Biên tập trên biên ở dưới cái cô cái thay đồ. À, xuống chị. Cái điện thoại cả hai cái đó. Đang quay biên tập xuống chị. Trang ơi, con ra lấy hai cái điện thoại. Tự nhiên đang quay tự nhiên cắt máy chờ biên tập xuống lại gì? Quyền Linh và Lê Lộc xin kính chào quý vị khán giả. Chúng ta đang đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 và được phát lại cùng ngày vào lúc 18h trên kênh YouTube MCV Media và ứng dụng Netlove. Xin được cảm ơn nhãn hàng Quốc Việt Food và bánh Hura Dili đã đồng hành cùng chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Quý vị thân mến, Mẹ Chồng Nàng Dâu, chúng tôi luôn luôn muốn gặp những câu chuyện để chúng tôi kể cho quý vị nghe những câu chuyện đó để quý vị thấy rằng đôi khi có mình ở trong đó, ta biết đâu chúng ta sẽ giải quyết nó tốt đẹp hơn để mẹ chồng nàng dâu sẽ không có mâu thuẫn xảy ra trong gia đình. Và hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ mẹ chồng Nguyễn Thị Tâm Sự, 59 tuổi và cô dâu là Trần Thị Minh Trang, 34 tuổi. Cô dâu làm dâu 3 năm rồi. Chắc cũng có nhiều chuyện để nói. Xin mời mẹ chồng nàng dâu ạ. Dạ. Con chào cô. Xin chào mẹ chồng. Chào nàng dâu. Dạ, để chào anh. Rồi, mời mẹ chồng nàng dâu ngồi nào. Trần Linh và chào cô Lê. Dạ. Mẹ chồng mặc áo dài đẹp quá ha, chiếc chiếu đẹp quá ha. Dạ. Là lần đầu tiên thì em xin được chào anh Quyền Linh, chào Lê Lộc ạ. Dạ. Hôm nay là mẹ con em rất là vui khi được tham gia chương trình này và mong hôm nay có nhiều điều để kể, để nói khi mà ở nhà không nói được. Lộc có nhận ra cô diễn viên xinh đẹp này chưa? Dạ, rất là quen. Nhà hát tuổi trẻ Hà Nội. Dạ. Trời ơi, diễn viên phải nhận ra liền chứ ha. Đây là mẹ chồng của cô diễn viên. Không biết mẹ chồng có làm diễn viên không? Nhà mẹ chồng làm doanh nghiệp thôi ạ. Nhưng mà có máu nghệ sĩ nha. Máu nghệ sĩ ạ. Được rồi, wow. Miễn sao có máu nghệ sĩ là được rồi ha. Nhưng mà có con dâu làm diễn viên cũng vui đúng không? Dạ. Điều vui nhất là được xem các chương trình của Quyền Linh. Hâm mộ, chương trình của Quyền Linh. Cảm ơn mẹ chồng rất nhiều, cảm ơn rất nhiều. Bữa hôm nào Quỳ Linh biết cô con dâu của mình sẽ đóng chung vở kịch nào coi cho nó. Dạ. Để hâm mộ hai người luôn nha. Mẹ chồng rất là cảm ơn Quyền Linh với lại mẹ con dâu. Mong muốn ngày gần nhất để Quyền Linh với lại con dâu có cái chương trình đó để cho mẹ chồng được xem. Thật ra ngày xưa nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh kết nghĩa với nhà hát kịch Tuổi Trẻ. Dạ. Hai nhà hát cũng đã làm nhiều chương trình chung với nhau rồi. Chắc sau này là em vào chưa có gặp thôi. Dạ vâng. Chứ lúc trước là lúc mà giám đốc nhà hát á. Là chú Nhuận. Đúng rồi, chú Nhuận thì Quỳ Linh cũng rất là thân với nhà hát Tuổi Trẻ. Dạ. Rồi coi như một nhà đi, toàn là diễn viên không mà ha. Dạ. Tên ta đẹp quá, mẹ chồng ta đẹp quá. Không, nãy giờ con nghe cũng thấy ấn tượng lắm. Tâm sự hả? Chắc là hay tâm sự với con dâu lắm đúng không? Dạ đúng ạ. Cái lần đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô con dâu này đó, lúc đó mẹ có biết là diễn viên chưa và có ấn tượng gì với cô diễn viên này? Dạ, xin thưa anh Quyền Linh với chị Lộc là cô nàng dâu này là diễn viên, con của tôi cũng diễn viên. Ủa vậy hả? Và hai đứa là nhà hát Tuổi Trẻ. Diễn viên thành ra là con của mẹ chồng là tên gì? Tên là Nguyễn Khắc Tùng. Trời ơi, con làm chung với Quyền Linh rồi. Thôi vậy hả? Tưởng đâu ai. Dạ, thế thì hai đứa nó biết nhau từ lâu rồi và cũng cùng làm công tác với nhau. Thì nhà của mẹ chồng là cũng có một cái nhà Hà Nội, 32A Điện Biên Phủ Hà Nội. Trời ơi. Thế thì cái nhà đó thì chỉ có một mình con trai ở thôi. Thì con dâu với con trai làm bạn với nhau bao nhiêu thời gian thì mẹ không biết. Nhưng mà có một cái lần đầu tiên á là vào Thành phố Hồ Chí Minh, thì cái đấy thì lúc đấy về thì con trai mới nói là đưa bạn gái về nhà để ra mắt mẹ chồng. Dạ. Vâng, thế thì ra mắt mẹ chồng thì lần đầu tiên về thì mẹ chồng vui mừng phấn khởi lắm. Dạ. Đấy, hân hoan lắm, đón chào. Thế sau nữa thì về đến nơi thì mẹ chồng có nói là thì mới báo cáo lại cho bố biết. Đấy, bố biết là nói là con nó về nó cứ đưa bạn gái tới rồi nó sẽ
xem ngày để hai đứa nó tổ chức. Thế thì vừa điện cho bố, bố nghe thì bố mới nói là con này nó bao nhiêu tuổi, thì bảo hai đứa nó cùng tuổi. Thế thì ông mới nói là ở hàng xóm ấy có một đứa nó cùng tuổi nó lấy nhau, nó chết rồi, không cho nó lấy đâu. Ghê vậy. Đấy. Ôi. Thế là không cho lấy. Thế xong mình bảo thế thì bây giờ chúng nó yêu nhau thì làm sao mà cản được. Đúng rồi. Thế chúng nó yêu nhau thì không thể cản được. Thế thì tôi là suy nghĩ riêng của tôi, tôi mới đầu tư cho chúng nó là 350 triệu. Thế là 350 triệu để về cho chúng nó làm ăn kinh doanh. Tức là lúc thì nó ở thành phố Hồ Chí Minh, lúc thì nó ở ngoài Hà Nội. Thế để chúng nó kinh doanh thì sau khi đó nó kinh doanh được 3 tháng thì cả chi lẫn trải, cả trai lẫn lút thì không thấy đâu. Thế để cuối cùng nó báo cáo cho một cái tình hình là mái má là con dâu là có thai rồi. Thế tôi mới báo cáo cho bố nó biết. Thì bố nó có nói là thế này, tức là nhà mình thì nghèo, cứ có chửa là cưới. Ủa, nghèo giàu đâu qua liên quan tới chuyện đó đâu. Giàu cũng cưới mà nghèo cũng cưới. Không, ý là nếu như cô con dâu mà không có thai á là phải đi thụ tinh nhân tạo. Rồi cái thụ tinh nhân tạo thì mỗi một lần phải 500 nghìn hay 1 tỷ hay 2 tỷ mới có thai được. Đúng rồi. Thì mới có con. Thế nhà mình nghèo thì không có tiền để đi thụ tinh nhân tạo. Thế cho nên là chúng nó phải có chửa thì mới cưới. Thế là cô bé có thai. Có thai nhưng xong đó thì cô bé, sau khi có thai xong thì cô bé lại về nhà. Thế về nhà đó bắt đầu tôi mới báo cáo với ông ấy là ông giờ ông ấy tình hình sao. Thế là ông ấy vui mừng quá. Thế là ông ấy mời nhà, nói chung là dòng tộc nhà, báo cáo với Quyền Linh là họ hàng nhà mình thì hiếm hoi lắm. Mình là có 11 anh chị em ruột. Trời đất ơi. Mà tất cả từ quận 1 đến quận Hóc Môn gia đình ở trong này hết. Đấy, thế thì mình là út nhất. Thế thì dòng tộc, riêng dòng tộc nam nữ hai bên nội ngoại thì riêng gia đình không đã gần 100 mâm rồi. Thế là ông chồng ông ấy vui mừng, ông làm trên 100 mâm, ông ấy mời đám cưới. Ồ vậy đó là hả? Quê. Dạ. À, vậy là hết cấm cùng tuổi rồi ha. Nhưng mà giao 350 triệu lỗ trơn rồi tự nhiên. Nhưng mà lại được đứa cháu. Đúng rồi. Đấy là cái chị lẫn trai, cái trai lẫn lút đấy. Nhưng mà mẹ đúng là tên tâm sự. Dạ. Cái gì cũng tâm sự, nhưng mà tâm sự là báo cáo á. Dạ. Cái gì báo cáo? Báo cáo với ông cái đã. Dạ. Giống như để tâm sự với ông cái đã ha. Dạ. Ừ, thấy mẹ con vui quá ha. Mẹ con vui quá ha. Trời ơi, phấn khởi lắm ạ. Phấn khởi hả? Phấn khởi. Lúc ngày về đầu tiên em gặp mẹ chồng đó, em thấy sao? Ôi, em thề với anh là lần đầu tiên em đi máy bay từ Hà Nội vào Sài Gòn, hôm đấy delay. Hôm ấy kiểu trang điểm xinh đẹp để kiểu ra mắt mẹ chồng anh. Thì delay bắt đầu mì miết cả bóng hết rồi, bảo nó mốt với anh ạ. Về thế là em nhớ là chồng em gọi điện cho má, bảo là bọn con gần về rồi mà tăng đi nhảy đầm chờ một tí. Trời ơi. Bà phi về như một cơn gió và bọn em cũng lao về tên lốc luôn. Về thế là hai mẹ con gặp nhau thì lần đầu tiên luôn ạ. Ơ con ấy à, vào đi ngủ đi, lên phòng ngủ với anh đi. Em choáng, có nghĩa em nghĩ là kiểu má sẽ xếp về một phòng riêng. Thì má bảo lên phòng, hai đứa lên phòng. Ngủ chung luôn hả? Vâng, kiểu là má xách cho em cả cái vali, lên phòng đấy, ngủ đi, ngủ mệt. Đấy là ấn tượng đầu tiên, xong em ấn tượng đầu thứ hai của em nữa là cái giọng của em là giọng hơi khàn. Gặp mẹ chồng em còn khàn hơn, mà như kiểu là cái luồng điện đi ai mà gặp nhau ấy. Trời ơi, từ hôm sau gọi là má con luôn. Em cảm thấy thân thiện một cách dã man luôn mà. Em nghĩ là kiểu mẹ em cũng là người miền Bắc. Ừ. Thì em nghĩ là chắc là cũng hơi khó tính đây, dù ở trong Nam lâu rồi. Thế nhưng mà em ơi, lần đầu tiên gặp xong là sáng sau đi ăn cà phê, ngày nào cũng đi ăn sáu cà phê. Xong má chồng em còn dạy những em cái điều mà em thấy choáng luôn. Chồng là phải cầm tiền của chồng, đừng để cho chồng cầm một tí cái nào hết. Và đi ô tô con phải học ô tô, học lái ô tô. Thì chồng có đi với gái thì con bảo là hai người đi xuống, con lái xe ô tô về cho má. Dễ thương ạ, má luôn. Nói chung là má chồng em là một má chồng quốc dân luôn ạ. Vừa vui tính này, má em tuy là tuổi hơi cao một tí, nhưng mà tâm hồn là 18 tuổi. Nhưng mà khoái cái câu là lên ngủ chung, lên hai cái lên ngủ chung. Mà mới gặp lần đầu luôn. Đúng rồi, mới gặp con dâu, mà chưa biết con dâu tương lai như thế nào luôn. Như thế nào luôn. Vâng. Chưa biết là đồng ý kêu lên ngủ chung liền. Cầm luôn xe cái vali của em lên luôn. Trời ơi. Hôn em luôn. Ngủ chung từ đó tới bao lâu? Em phải ở đấy em hôm đấy chỉ có mấy ngày thôi mà nhỉ. Ở đấy có mấy ngày thôi. Là đủ có cháu rồi đó. Nhưng mà em thấy mẹ rất là thương chị luôn, có thương anh nữa. Tại vì nghe nãy cô kể là cô cho 350 triệu để cho kinh doanh luôn. Nhưng mà lúc này chưa có làm dâu đúng không chị? Chưa.
chưa làm dâu cho 350 triệu dạ. Ngon rồi, là tin tưởng lắm luôn á. Mà chồng em sau khi kinh doanh được 3 tháng thì cả chị lẫn trai, cả trai lẫn lút ra nhà. Nhưng mà lúc đó cô buồn không cô? Không, cô vẫn cười tươi mà. Má chồng em lại bảo là anh một cái sản phẩm thôi. À. Má chồng em bảo em là người cầm tiền, đừng đưa cho chồng em cầm. Dạ. Đó. Nói là sao nhỉ? Tiền sẽ giật. Nói chung là phải nói là cực kỳ may mắn. Nó lên tức là huyết áp 200/70. Rồi ôi. Gia đình thì coi như là bình thường, không nghĩ gì. Nhưng mà trước lúc sanh ấy thì lại đã có bà dì ở ngoài đó vào, bởi vì là thực ra thì trước lúc sanh là bà dì vào là trước đấy bao nhiêu ngày nhỉ? Gần tháng. Đấy, gần một tháng rồi, tức là mặc dù là tôi không có thời gian để chăm sóc con dâu, nhưng mà có bà dì em mẹ là đã vào trước đó gần một tháng rồi. Thì tất cả là tôi tin tưởng là chỗ bà dì, thì mới tôi thì là chi phí tiền bạc đã chuẩn bị trước cho con rồi. Thế thì bà dì đến chăm sóc cho thì lúc đầu thì nghĩ là mọi vấn đề nó bình thường thôi. Nhưng mà cuối cùng đến cái phút cuối đến gần tầm 12 giờ đêm nhỉ. Vâng. Thì là nó gọi là như theo cái bác sĩ nói là cái tiền sản giật ấy. Tức là nó, nếu như mà chỉ chậm một chút thôi thì cả mẹ con là không biết điều gì xảy ra. Thế nhưng mà rất may là nhà mình lại vào bệnh viện Từ Dũ. Thế cho nên là phải nói là bệnh viện Từ Vũ tuyệt vời, thế là mẹ tròn con vuông. Thế là rất là cảm ơn các bác sĩ ở Từ Vũ. Và cái phúc của gia đình nhà mình cũng rất là tuyệt vời. Mà được cái là có thằng bé thì chúng đẹp trai như Quyền Linh ấy. Xin thưa mấy anh là lúc nào đi lớp cũng là nhất luôn. Wow. Hot boy của lớp đấy. Hot boy của lớp luôn. Đấy. Cứ anh Linh Quyền Linh đẹp trai nào nó đẹp trai như thế. Đúng đúng thôi, không phải là anh Quyền Linh giống như anh Quyền Linh. Xưa thôi, là xưa thôi. Hồi nay cũng được, giờ vẫn đẹp. Giờ nhưng mà chồng em mà điều khiển từ điện thoại ngạm, mà bác sĩ đâu nghe điện thoại đâu, người ta rất là bận ấy. Cứ bảo gì em là cứ đưa cho đó. Mắt để nghe điện thoại là để ký kiếp ấy. Tại vì người ta không cho gì. Tại vì lúc đó thì là bất cứ là ai cũng phải ký. Thế vì bà gì cứ ký, người ta yêu cầu phải chồng hoặc mẹ mà không cần thiết. Bây giờ là cái lúc đấy cấp cứu rồi thì gì cứ ký, cái gì cũng ký. Thì còn mình đi thì thời gian từ nhà mình tới bệnh viện đi cũng xa một chút. Tại vì nhà chị ở dưới quận 12. Chỗ nào? Chỗ bệnh viện quận 12 luôn. Gần bệnh viện quận 12 luôn. Nhà chị ở ngay bệnh viện. Chưa đến Hóc Môn ạ. Chưa. Quận bệnh viện Hóc Môn chứ. Chỗ cầu vượt Quang Trung, em biết cầu vượt Hòa Vấp không? Biết đấy. Qua cầu đấy. Thật ra là qua câu chuyện này thì em thấy rằng em rất là có phúc mới gặp bà già. Và sau cái câu chuyện này mình cảm giác rằng đây là một cái gia đình không có con dâu ở đây mà chỉ có con ruột thôi đó. Đúng rồi. Mẹ thương em rất là nhiều luôn. Đúng rồi. Em đã mồ côi mẹ từ lâu thì giờ có má thay thế điều đó. Chúng ta trân trọng và giữ cái mối quan hệ này với nhau. Và khi mình làm gì sai á, mình phải thay đổi ngay tức khắc. Không khéo đó, đến lúc nào đó chúng ta làm vỡ đi cái mối lương duyên này. Có những lúc nhiều khi em thay đổi tính nết á, em vô tình em làm nhiều lần quá thì nó sẽ dừng cái tình yêu thương của mẹ rất là gọi là rất là nguy hiểm ha. Đúng không, anh nói chính xác 100% đấy. Thì hôm nay chính em xác. Nói cái gì với má em, một cái sự thay đổi, và cái gì đó không cần phải thay đổi quá, nhưng chỉ cần nhìn thấy và cần nói lên những cái gì mà mình yêu má, thương má thế nào, sai với má thế nào thôi. Thật ra là nãy chị có chia sẻ là sau khi sanh là chị khó nói chuyện với mẹ. Thì ngày hôm nay chị cũng có gửi đến chương trình một lá thư. Và em đã được nhận ở đây. Em không biết là chị có muốn đọc không hay là... Anh nghĩ rằng để cho nàng dâu đọc đi. Còn tới hai lá nè. À, một lá viết tay xong đánh máy lại. Đây, viết tay đi. Theo anh thì em nên đọc đi. Đó là cái gì mà em muốn nói với mẹ chồng. Có khi con dâu không nói được đó. Thì hôm nay con dâu sẽ... nói với mẹ chồng. Gửi má sự, có nhiều điều muốn nói mà nhiều khi qua lời nói con không nói hết được, hoặc là ngại chưa dám nói. Con là đứa con mồ côi từ mẹ rất là sớm, cho nên là con rất thiếu thốn tình cảm. Gặp má, con coi má như má ruột của con. Con không đồng ý cái gì hoặc là trái quan điểm của má, con hay phản ứng lại. Bởi vì con thấy thoải mái và coi má như mẹ nên con mới làm như thế, chứ không phải là con lao với má. Thì qua đây thì con cũng rất là xin lỗi má vì đã làm má buồn. Đúng thật là chưa bao giờ con nói câu xin lỗi má. Chỉ đơn giản là con có cái tôi quá lớn
vô tình đã coi lời xin lỗi đấy không cần thiết. Hôm nay qua lá thư này, con xin được cảm ơn và cũng như là xin lỗi má vì tất cả. Con lớn nhưng thật sự rất là trẻ con, làm và nói theo cảm xúc. Mong má bỏ qua tất cả những gì con đã vô tình làm cho má buồn. Và con yêu má. Thì qua chương trình đây thì nói với con thế này. Một ngày kia thì má cũng sẽ phải ra đi. Cái điều mong muốn nhất của má ở đây là các con hãy làm sao yêu thương nhau. Mọi lỗi lầm rồi mọi cái gì má đều bỏ qua hết. Kể từ bây giờ cho đến lúc má, một ngày nào đó má phải đi, má thương và yêu các con hết lòng hết mình. Mong con thay đổi lại. Bởi vì ở đây cái mà nói chính xác nhất ấy, là con là phải thay đổi. Nếu như theo như suy nghĩ của má, con phải thay đổi đến 90%, chứ không phải là 1-2%. Nhưng má có thể thay, má có thể thương yêu con, má không bao giờ để ý và không bao giờ cố chấp. Nhưng còn chồng của con, bởi vì cũng nói thế này anh Quyền Linh ạ, tôi thì cái cậu con trai cũng rất đẹp trai, mà cái anh biết rồi, nó là nghề diễn, cộng với nó lại có học nữa, nó lại cũng là luật sư, mà cái nghề của nó lại nghề du lịch nữa. Cái khả năng nói của nó rất tốt, và lại cái hình ảnh của nó, đây tôi không khen con trai, thì nó ra ngoài nó rất khéo. Thì cho nên con ấy, là mẹ đã nói rồi, nếu như vợ chồng có xô xát thì thằng con, cái người phải ra đường là con trai tôi. Thì mẹ đã bênh con đến mức như thế rồi. Mà bây giờ trong gia đình chi phí là mẹ tên là chi rồi. Các con không phải lo gì, con làm được con tiêu hết, chồng làm được tiêu hết, chỉ còn một mẹ thôi. Thế thì bây giờ con phải tất cả mọi vấn đề, muốn nói chồng cái gì có thể con nói qua mẹ. Hoặc con muốn gọi chồng con về mà không được, con gọi qua mẹ. Mẹ sẽ tác động được cho nó. Mẹ chửi được, mẹ mắng được, mẹ nói được. Nhưng con chưa nói thì đã hết sạch lời rồi. Chưa nói thì đã hết sạch lời rồi. Thật ra thì nó yêu chồng thôi, nó thương chồng thôi. Cũng chỉ sợ chồng là thế này thế kia thì chắc là anh biết rồi. Thương chồng, yêu chồng, thương con, tất cả là đều dồn tình thương vào gia đình hết. Nhưng mà phải biết cách. Nếu không biết cách, nó sẽ bị tuột. Tôi có 10 năm ở với chồng, cũng nói với anh Quyền Linh thế này. Thật ra thì chồng tôi thì lại ở cái địa phương. Tôi lấy chồng là chồng ở giáp biên giới Trung Quốc. Thành ra là cái suy nghĩ của chồng tôi là nó có hạn. Tôi ở trong 10 năm với chồng, thì cũng xin thưa với anh nói thêm một chút là ngoại lệ. Chồng tôi dạy tôi bằng cái thớt cho vào đầu, cái phích dội vào đầu. Nói thật với anh là như thế. Và bất cứ một cái gì là giã cho bằng chết thì thôi. Mà khi tôi mang thai thì anh biết được điều gì xảy ra. Nhưng tôi vừa làm kinh tế, mà lúc đó tôi đã nói với anh Quyền Linh là tôi ở Lạng Sơn, tôi đã xây cái nhà lúc đó trị giá là 1.000 cây vàng. Nếu mà tôi mang cái tài sản nó vào trong này thì tôi mua được bao nhiêu đất rồi. Nhưng tôi cũng chẳng biết. Thế xong nữa thì 5 tháng ở với nhau thì chồng tôi cũng nhiều điều kiện. Mà nhà tôi thì lại chắc là các bác các dì là không có cái quan điểm dạy như tôi. Cứ để cho chồng tôi cứ sa đà. Anh tưởng tượng xem trong 10 năm chồng tôi như thế nào thì tôi không muốn nói thêm. Nhưng bỏ tôi có 2 tháng, tôi cưới là 50 mâm. Nhưng lấy vợ sau là cưới 70 mâm mà qua 2 tháng. Con tôi hai đứa nó còn đang bỡ ngỡ, anh biết thương con đến mức độ nào, không muốn nói thêm. Nói là không được. Nói như thế nào cho nên tôi mới vì như vậy. Tôi có nói với con tôi rất nhiều. Một mình tôi nuôi con. Và anh biết rằng khi con tôi vào đại học, tôi dồn hết bao nhiêu vất vả khó khăn, tôi mua một cái nhà Hà Nội để con tôi không khổ. Chuyển hộ khẩu cho các con về Hà Nội hết, để các con nó đỡ khổ, mình khổ thì được rồi. Đến lúc tôi thấy rằng là cần thiết vào trong, bởi vì dòng gia đình nhà tôi trong thành phố Hồ Chí Minh hết. Vào trong này thì nhà tôi thì làm ngành nào cũng có. Cho nên là ở đây thì cái nhận thức xã hội của gia đình nhà tôi rất là tốt và có trình độ hết. Thì tôi mới mong muốn rằng đưa các con ở đây để cái tương lai của chúng nó sẽ tốt hơn. Thế cho nên mới có mỗi 2 đứa con thôi, không có nhiều, thì dồn hết cho chúng nó. Đấy thì mong muốn là thế này. Ở đây đáng nói nhất là con. Con nên qua chương trình này, con rút kinh nghiệm tất tần tật hết. Con hãy sống tốt với chồng. Còn mẹ không quan trọng, không quan trọng mẹ. Mẹ không cần gì hết, con sống tốt xấu mẹ đều bỏ qua hết. Không bao giờ ý, còn mẹ có bao nhiêu tiền cho hết các con. Mẹ nói đúng đó em. Thương hết các con, nhưng con biết sống tốt với chồng. Bởi vì thằng chồng nó là cái thằng nó có trình độ. Nó lại đẹp trai.
và nó lại có học. Đây nói rất thật chứ không, tôi không có nịnh nó cái gì nhá. Thực ra đấy là như thế. Không có trong hoàn cảnh gia đình. Dạ. Nhưng mà nãy giờ nghe chia sẻ của mẹ em á thì anh thấy rằng mẹ nói đúng đó. Mẹ có thể thương em, bỏ qua cho em rất nhiều thứ, gần như bỏ qua hết và có thể chi tất cả mọi thứ. Nhưng với chồng á, nếu mà mình cứ như thế hoài đó, đôi khi là nó sẽ sức mẻ tình cảm đó. Em cũng xinh đẹp thế này mà ghen làm gì? Thật ra có gì đó em nên nói chuyện với chồng. Chồng cũng là diễn viên mà, thật ra hai vợ chồng là diễn viên hết, nó rất dễ nói chuyện với nhau. Tại sao chúng ta không ngồi lại nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau? Chúng ta không có gây ra những cái gọi là cái cảnh hỗn loạn như nãy giờ mẹ em kể đó. Anh thấy rằng là nếu chúng ta có xảy ra cái cảnh đó hoài đó thì chắc chắn một lúc nào đó sức mẻ, chồng em cũng có địa vị xã hội, cũng có này cái kia, nên cũng nên tôn trọng những điều đó. Cái điều thứ hai là anh nghĩ chồng em nên cho em đi làm, nên có một cái việc gì đó. Em là diễn viên mà, ở đây thì thiếu gì chương trình. Thật ra nếu em muốn làm chương trình thì cũng không có thiếu để em làm đâu. Nên tham gia một số chương trình đi. Em cứ ở nhà hoài nó tù túng đó, nó bị stress đó, nó trầm cảm. Thật ra con người em phải là như vậy, nhưng khi nó thay đổi về cái tâm sinh lý đó sẽ trở thành con người khác, và điều này hết sức là nguy hiểm. Không biết anh nói vậy có đúng hay không? Anh đúng đấy ạ. Thế cả em từ ngoài Hà Nội vào đây anh, em không có một ai gọi là bạn bè để có thể là ví dụ sở chết quá đi cà phê với người ta để mình tâm sự những lời nói mà kiểu nhiều khi mình, ở trong lòng anh làm sao lúc đấy là mình nói cho ai được. Lúc đó em cứ xong một cái là đêm bắt đầu em khóc. Đúng. Em phải tự kiểu như là trấn an mình và khóc, và là nhiều khi không dám khóc trước mặt con, sợ nó nhìn thấy mình như thế như nào. Mà đêm về bắt đầu day dứt, xong rồi bắt đầu tủi thân rồi các thứ, tức là bao nhiêu cái tâm trạng nó vào hết vào ban đêm. Cho nên em nghĩ là em cũng thuộc dạng là bị trầm cảm nhẹ. Em đang cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, đang cô đơn trong cái hạnh phúc của mình, và đang cô đơn trong chính cái trái tim của người chồng mình đó. Thật ra là ở đây thì anh ở người ngoài thì anh cũng thấy rất là rõ. Tùng cần nên quan tâm với vợ thêm chút xíu nữa về mặt chia sẻ. Mặc dù Tùng cũng rất là nhiều việc ha. Nào là đó, nãy giờ cô kể rất là nhiều việc, nhưng mà cần phải dành thời gian tâm sự chia sẻ với vợ nhiều hơn nữa. Và vợ cũng nên cần có nhiều người bạn, trong đây nghệ sĩ cũng nhiều lắm em. Thật ra là có gì em liên lạc với Lộc uống cà phê này kia, rủ anh Quỳnh Linh này, anh em uống cà phê chia sẻ. Cái đó là cái cũng mong cho cháu nó đi làm em đang đi cần dạ. Không thiếu việc em làm đâu dạ, nên anh giúp cho em cần phải có một vài việc ở ngoài đi làm để em cảm giác rằng em có rất làm nhiều nó chỉ niềm nuôi vui. Cho nó đi nhá, không cần nuôi ai đúng à. Rồi chi có mẹ chi rồi chi là mẹ chi có rồi. Thể là quán nét có thể có một người nào quen đúng coi rồi, thôi có gì thu tiền là được rồi ha. Rồi cảm ơn mẹ con rất là nhiều về câu chuyện hôm nay. Nó dừng ở đây là được rồi. Nếu mà nó xuất phát thêm những cái chuyện mà nãy giờ mẹ kể đó, không nên chút xíu nào cả nha. Nếu mình cầm được cái phích đó thì mình đi nấu nước đi, đi rửa gì đừng có giờ luyện là sưng mỏm chồng đây. Có hình đấy dạ. Sau này gửi rơi cho bạn nào đó. Mẹ tuyệt vời đấy dạ. Mẹ có thể tha thứ tất cả, nhưng đôi khi có khi chồng em sẽ không tha thứ. Đúng rồi. Rồi dạ, mẹ nói hai. Rất đúng nha dạ. Rồi hai mẹ con ôm nhau cái nào dạ. Nói với mẹ điều gì đi, nãy giờ qua thư thôi. Nói một câu gì đó đi nha. Xin lỗi và cảm ơn mẹ rất nhiều. Mẹ yêu con, mẹ thương con, mẹ coi con như con gái. Không có cái gì là khó cả. Tất cả là làm lại từ đầu. Mẹ tuyệt vời. Cảm ơn rất nhiều và chúc cho cái tình cảm mẹ con nó mãi mãi như thế. Và mong rằng cái cuộc chiến đấu giữa vợ chồng nó sẽ không còn nữa. Mà chỉ tâm sự và có gì căng lắm cứ nói với mẹ. Đúng. Mẹ đã bình mình đến mức đó thì yên tâm rồi ha. Dạ. Và anh nghĩ rằng Tùng sẽ nghe câu chuyện này và Tùng sẽ quan tâm chia sẻ với vợ nhiều hơn và giới thiệu cho vợ một vài cái mối bạn bè để làm quen. Dạ, à, dạ đúng. À, có thể xin số điện thoại Lộc tôi gọi số điện thoại biên tập để chia sẻ. Rồi các bạn biên tập có thể mời về làm nhiều chương trình để thêm nữa. Dạ, biết đâu được mình sẽ có một nơi để làm việc, mình sẽ vui hơn, dạ, đúng. Đỡ bị stress cô đơn trên chính cái ngôi nhà của mình ha. Dạ. Rồi hôm nay chương trình sẽ có số món quà để gửi tặng chương trình và tặng cho gia đình.
chương trình tặng chương trình chi. Dạ, con xin được thay mặt chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu gửi tặng cô và chị một ít quà. Đây là cốt súp heo của thương hiệu Quốc Việt Food ạ. Dạ, con gửi cô ạ. Dạ. Một vỏ cho mì tôm nấu ăn ngon. Còn đây là thương hiệu bánh Hura Deli ạ. Con xin được cảm ơn câu chuyện rất là nhiều cảm xúc từ cô và chị đã mang đến chương trình. Con chúc cô thật nhiều sức khỏe và gia đình luôn hạnh phúc ạ. Cảm ơn anh Linh và cảm ơn anh Lộc. Dạ, cô cảm ơn chương trình ạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình. Những câu chuyện như thế chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Hy vọng rằng những câu chuyện nó sẽ còn nữa. Những câu chuyện hạnh phúc luôn luôn được lan tỏa, và những cái câu chuyện mà nó không tốt lắm thì chúng ta cần phải dẹp đi để nó lui vào bóng tối quý vị nha. Chúc cho quý vị mãi mãi hạnh phúc trên chính ngôi nhà của mình, chính hạnh phúc của mình. Còn bây giờ thì Lê Lộc và Quỳnh Linh xin nói lời chào tạm biệt. Rồi, ok.